Xin chào anh em nhé. Thì cũng rất nhiều anh em cũng làm về YouTube. Em thì cũng trên YouTube vì em chủ yếu là chim cò thôi. Thì anh em đây anh em cũng biết rồi, là con Vire, con laptop của em. Thường thường thì em vẫn đăng video bằng con máy này. Đó. Thì cũng rất cảm ơn anh em đã ủng hộ em trong những thời gian qua. Đó. Thì con máy này thì nó edit video nó chậm quá rồi, bây giờ là nó chậm, mỗi lần edit video nó lâu. Và con màn hình khổng đây anh em, cấu hình màn hình khổng, màn hình này là của em là 55 inch, thì nhìn to quá nên nhiều anh em đã ủng hộ em, và tháng YouTube này em đã rút về. Đây anh em sẽ tạm ngưng cho con này, tạm ngưng chuyển sang con này. Đây anh em, đây đây anh em, đầu tư cái này cho chất anh em nhé, đã chơi là phải chất anh em ạ. Đây đầu tư phải chất. Đây con này em vừa lấy ở computer Hà Nội nhá, vừa chuyển đến cho em này, là lúc hôm nay vừa lắp xong đó. Con màn hình 24 inch, bàn phím thì cơ bình thường thôi, nhưng mà em chuyên làm edit video nên em làm khủng khủng tí đó. Thì tháng này được vừa đủ con máy này, tháng tháng YouTube là vừa đủ con máy này anh em ạ, vừa đủ luôn, hơn chục. Tháng này em lấy là về đủ luôn tiền YouTube, lấy luôn vừa đủ luôn, ok xong luôn. Đó, rất cảm ơn anh em đã ủng hộ con này cho chót anh em ạ. Con này thì làm cho nó nhanh, chứ còn cứ làm bằng cái con kia thì nó chậm quá, nó đau hết cả mắt. Nó chót chưa, em chưa có bàn, chưa bàn máy tính đặt tạm những cái bàn phấn này. Đó, chơi này chót anh em nhé, chơi nó chơi cho chót luôn. Con edit video con này thì quá chót rồi. Đó, tại vì em làm cấu hình khủng khủng tí là chứ có nghĩa không phải cấu hình hình chơi game, mà là cấu hình để chơi, có nghĩa là để edit video mà các đồ họa các kiểu nó khủng khủng tí đó anh ạ, phải chất đấy. Và rất là cảm ơn anh em nhé đã ủng hộ em. Từ đây em sẽ ra rất nhiều video hay để cho anh em xem, mặc dù kể cả anh em không 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 mua bỏi, nhưng mà video hay anh em chiêm ngưỡng ưng là anh em cho em xin một like, nhớ xem đăng ký giúp em văn nhé, để tới đây em làm nhiều video cho anh em. Đó, tháng vừa rồi vừa đủ con này luôn. Đó, tháng vừa rồi được có mấy trăm đô vừa đủ con này. Đó anh em ạ, rất cảm ơn anh em nhé, chào anh em, hẹn anh em clip tiếp theo.